những kênh này đã kiếm được tới hàng trăm triệu nhờ làm những video AI và sau đó họ gắn đi sản phẩm bán sách bên ngoài kia các thầy bà đang bán cái khóa học làm những video như thế này nhưng tại đây mình sẽ hướng dẫn mọi người hoàn toàn miễn phí nhá Ok mọi người trước hết thì chúng ta hãy cùng xem qua một số video có đèn chiếu, phân thịt ở cổ heo thì nên tránh mua, khi người thân đến chơi nhà nhớ đừng đăng lên mạng xã hội lương tháng là 10 triệu, nói với họ hàng là 3 triệu, nói với bạn bè là 5 triệu, nói với vợ là 9 triệu nói với đồng nghiệp là tương đương với họ, tôi kể cho bạn một câu chuyện nhé, nghe xong bạn sẽ hiểu thôi một cô gái về quê chơi, gì cô hỏi về lương của ok thì chúng ta có thể thấy là video của họ này sẽ có này, câu chuyện này, sẽ có sau đó chuyển câu chuyện này giọng đọc này sẽ có hình ảnh minh họa, này. hình ảnh minh họa họ thậm chí còn chuyển sang dạng video để cho cái video của chúng ta nó thêm phần sinh động thì mình đã khái quát ra đây đây thì là một cái bước chúng ta có thể tạo ra một cái video này đầu tiên để tạo video quảng bá bằng AI này thì một cái cuốn sách này, tạo cái bản này sau khi đã tạo ra cái câu chuyện rồi, rồi tạo câu chuyện thì chúng ta sẽ dùng chat CPT nhé sau đó các câu chuyện rồi thì các bạn sẽ chuyển cái kịch bản đấy sang giọng đọc AI thì các bạn sẽ dùng TDS OpenAI của mình là cái giọng của cái video rồi đấy sau đó thì chúng ta mới tạo hình minh họa này thì mình đang sử dụng design Microsoft thì nó sẽ miễn phí còn nếu các bạn sử dụng ChatGPT bản có phí thì các bạn có thể tạo bằng DOI 3 lợi thế của cái việc tạo bằng DOI 3 và Microsoft Design là chúng ta có thể tạo những bức ảnh bằng uh, tiếng Việt theo ý của chúng ta đúng không ạ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chuyển hình ảnh thành video như mọi người ở đây này mọi người có thể sử dụng những công cụ như Runway ML này, Pixvr, Screen AI, Hyper mình ấy, thì mình sẽ khuyên mọi dùng mọi người nên dùng Pickverse tại vì cái công cụ này nó miễn phí giới hạn hàng ngày hoặc là nếu sau đó thì sẽ đến Hyper AI đầu là những cái công cụ miễn phí nhá ok mọi người và cuối cùng thì chúng ta sẽ gộp tất cả những thành phần này thành một cái video hoàn chỉnh để mình tạo ra cái biểu đồ này bằng cái công cụ là napkin AI nhé napkin AI đầu tiên là ở cái bước đầu tiên là tìm hiểu một cuốn sách một câu chuyện thì mọi người có thể vào những cái kênh này của họ này các bạn xem xem là họ đã bán những cuốn sách gì hoặc là các bạn lên tiktok shop các bạn xem những cuốn sách nào đang bán chạy nhất sẽ đến bước thứ hai là chúng ta tạo ra mối câu chuyện thì đơn giản nhất là các bạn lấy luôn sao của họ lấy luôn cái sao cái âm thanh của họ các bạn sẽ dùng cái sao này và tạo ra những hình minh họa tin TikTok họ cho phép sử dụng lại sao thế nên mọi người có thể làm nhá không được hay ho cho lắm nhưng mà cái việc này nhớ rất nhiều người làm nhưng mà mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm từ đầu không copy của họ nhé bạn biết cuốn sách đắc nhân tâm chứ? Ok. Ừ. Ok, bây giờ mình sẽ nhập một cái form như này. Ok, và chúng ta sẽ xem thử nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ copy. Ok, bây giờ sẽ sang TTS Open này. TTS openAI com Mọi người dán giọng đọc ở đây này. Và tiếp tục mình sẽ chọn dạng đọc OMED nhé và bấm Create này OK Minh là một nhân viên văn phòng bình thường mọi người thấy đúng cái giọng đấy không ạ giờ tải về nhé OK là chúng ta đã có sao rồi OK bây giờ là chúng ta sẽ phải nghe cái này và tạo hình minh họa nếu mọi người đã sử dụng đủ lâu thì chúng ta sẽ thấy là những cái hình minh họa này chúng ta sẽ có một cái kho hình minh họa và nhiều khi chúng ta có thể tận dụng được mọi người nhé bây giờ sẽ sang design cho AI này Minh là một nhân viên văn phòng này Đây mọi người có thể chọn sai ở đây nhé. chúng ta sẽ chọn sai dạng dọc. Mọi người phải bấm phần Enhance hand from này. Okay. ok. Wow. Đỉnh luôn mọi người. Quá hay phải không mọi người? Sợ. Đấy. Ok chưa? Ở cái bước kịch bản và chuyển âm thanh này. Nếu mọi người lấy cái sao của người ta đấy. Thì mọi người có thể bỏ qua cái bước này và chúng ta sẽ dựa vào sao và dựa vào chính video của họ mà chúng ta chỉ việc tạo ra những cái video mà nó giống 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 với lại của họ là được mọi người nhé nhưng mà đây mình đang hướng dẫn mọi người cách làm à, mọi người bỏ qua được hai bước kia rồi thì đến mọi người đến đây cái việc ước này mọi người chỉ việc tạo ra những cái uh, hình minh họa giống như vậy là được ok download này hỗ trợ hãy đi về rất là mỏi này chỉ đơn giản như vậy thôi này và bấm rest. đúng là mình chưa? Ok bây giờ chúng ta sẽ sang một cái công cụ AI sang dần cái công cụ AI để tạo ra video này. mình chúng ta sẽ dùng Picverse. Ok mọi người sẽ bấm chai Picverse. Mọi người sẽ tải bức hình của chúng ta lên này. Ok chưa? Mở này. Nhưng mà nghĩ tầm 5 giây là vừa rồi này. không cần phải 10 giây đâu. Chế độ HD là ok. Những cái video dạng như này chúng ta không cần quá cầu kỳ về cái vấn đề này di chuyển cẩn thận hay là chính xác ok Thinking. Reading. Rất là nhanh thôi. Tí chúng ta sẽ xem kết quả một nhé. Reading book. Các bạn có thể dùng Picverse để tạo ra những cái bức ảnh hoài niệm ôm nhau như thế này nhé mọi người nhé. Ok, giờ sẽ tải về này. Mọi người thấy upscale lên. Bây giờ chúng ta sẽ sang cắt cắt và chúng ta sẽ mình sẽ thả hết vào đây và chúng ta sẽ bắt đầu là nghe thử nhé và sắp xếp lại nó đang bị lộn mọi người ạ video của chúng ta không upscale lên thì nhìn nó sẽ khá là mờ mình thấy là như vậy à, mọi người sẽ xuất ra và đăng lên tải đấy thôi và gắn lên sản phẩm ok mình là một nhân viên văn phòng bình thường sống một cuộc sống ổn định nhưng không có gì nổi bật mỗi ngày anh đến công ty làm công việc của mình và về nhà dù chăm chỉ, minh vẫn cảm thấy mình bị lạc lõng giữa những đồng nghiệp thành công và các cuộc họp căng thẳng khiến anh luôn cảm thấy áp lực. một ngày nọ, minh tham gia một dự án lớn cùng nhóm. trong buổi họp đầu tiên, mọi người tranh cãi kịch liệt, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình. minh ngồi im lặng, cảm thấy mình chẳng đóng góp được gì. dự án dần trở nên hỗn loạn, tiến độ chậm lại và mâu thuẫn trong nhóm ngày càng gia tăng. tình cờ, minh được giới thiệu đến một cuốn sách có tên "đắc nhân tâm". Ban đầu, anh không kỳ vọng nhiều, nhưng quyết định đọc thử. Những trang sách đầu tiên khiến mình ngạc nhiên khi nhận ra rằng hầu hết những nguyên tắc trong cuốn sách đều rất đơn giản. Lắng nghe người khác, khen ngợi chân thành và đặt mình vào vị trí của người đối diện. Mình bắt đầu áp dụng những nguyên tắc này vào công việc. Anh lắng nghe đồng nghiệp, khéo léo tìm ra điểm mạnh của từng người và đề xuất giải pháp dựa trên ý kiến của nhóm. Nhờ sự thay đổi này, bầu không khí trong nhóm trở nên nhẹ nhàng hơn, công việc trôi chảy và dự án kết thúc thành công hơn mong đợi. Đồng nghiệp bắt đầu quý mến và tôn trọng Minh hơn. Câu chuyện của Minh là minh chứng sống động cho sức mạnh của những nguyên tắc từ đắc nhân tâm. Ok mọi người. Ok trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem một số video dạng này sẽ như thế nào nhé. Ok. Và mình là Dũng Đập Trai chuyên AI. Hãy follow mình để biết thêm nhiều AI thú vị nhá